Mời ngồi bằng cuối chuẩn bị nha. Tại vì có mấy vị khách đợi trước mà ta chưa chịu ca, tối tối ta mới ca. Trời đã mưa to mà chẳng em
Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc với bài tân cổ Nụ Hồng rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình, xin mời anh Mười. Bạn kế tiếp bên đó chị Hằng, ngồi bàn của anh Mười chuẩn bị nha.